Hello mọi người, em lại gặp lại mọi người rồi đây. Em sẽ review cái dòng thực phẩm chức năng nha mọi người. Thì như mọi ngày thì em vẫn review sản phẩm này. Thì nếu mà chị em mình đã xem cái những cái like trước của em rồi thì chị em mình có thể chia sẻ cái like giùm em nha. Hoặc là mình thích cái trang cái trang Cocomon giùm em cũng được. Chị em nào còn mà chị em nào muốn giảm mỡ hoặc là muốn dáng đẹp này kia thì mọi người vào xem ly nha. Với lại mà chị em nào mình bị táo bón á, mình bị táo bón với lại da mặt của mình lúc nào nó cũng không có được hồng hào á, nó tái nhợt mà nhìn giống như là bị thiếu sức sống á, thì mọi người cũng vào xem giùm em luôn. Tại vì cái thực phẩm chức năng này nó có rất là nhiều công dụng nha mọi người. Còn cái em cầm trên tay á là một cái phần quà để cho khi mà các bạn mua sản phẩm bên công ty của em, bất kỳ sản phẩm nào luôn, thì các bạn cũng sẽ được tặng một miếng dán móng này. Thì nếu như chị mình mua hàng trực tiếp ở website cocomon.vn thì mọi người sẽ được tặng thêm 2 miếng nữa, là tương đương với 3 miếng nha mọi người. Tại vì công ty em là công ty bán hàng trực tuyến trên website Cocomon, thì các bạn nào mà mình mua hàng trên đó thì sẽ được luôn luôn được tặng quà. Và nếu như bạn nào mình không mua, bạn nào mà mình không mua sản phẩm bên công ty của em nhưng mà mình muốn mua thì các sau này các bạn cũng có thể mua, thì các bạn hãy đăng ký làm thành viên công ty của em lần đầu tiên sẽ được tặng một cây son Ecole giá 200.000 tại công ty của em nha mọi người. Chị ơi, mình có cây son Ecole này trên đây không chị? Em xin lỗi mọi người nha, tại vì hiện tại em không có cầm son lên đây. Một lát nữa mới live stream live thứ ba của em á thì em sẽ đem son lên, hoặc là em sẽ để cho các bạn sau các bạn liên, các bạn sẽ giới thiệu son Ecole cho mình. Thì nếu như chị em nào mình chưa có nhu cầu mua hàng mà mình đăng ký là thành viên tại công ty website Cocomon của em thì mọi người sẽ được tặng một cây son Ecole nha, và cây đó chỉ giá 200.000. Còn nếu như bạn nào hiện tại mua giá trị sản phẩm bên em, bất kỳ sản phẩm nào bao nhiêu tiền không quan trọng, mọi người sẽ được tặng một miếng này. Và nếu như đăng ký tại website Cocomon để mua sản phẩm thì sẽ được tặng thêm 2 miếng dán móng nữa, là sẽ là 3 miếng. Và giá sản phẩm này là 200.000, c 70% giá bán là 60.000 đồng cho một miếng nha mọi người. Thì về cái thực phẩm chức năng này thì nó là một cái sản đâu lanh quá ha. Dạ thì đây là son Ecole của công ty của em nha mọi người. Cái này là đang lắc luôn nhá, cái này là full lắc nha mọi người. Thì sản phẩm này bên công ty của em là bán giá 200.000 một cây và bán khá là chạy luôn. Cái dòng sản phẩm này là một cái chất son, son rất là mịn luôn, lên màu cực chuẩn. Bên em có 8 màu thì chị em mình có thể lựa chọn màu thoải mái, và mình sẽ được tặng một cây son. Nếu mà đăng ký thành viên công ty của em chỉ cần là click số điện thoại vào trong cái website cocomon.vn, click vào đăng ký và chọn tài khoản và mật khẩu của mình là mọi người đã có một cây son giá trị 200.000 và không cần phải bỏ tiền mua luôn. Rất là nhanh, rất là ok đúng không ạ? Nếu mà chị em nào mình chưa biết thì mình có thể inbox qua em hướng dẫn từ từ cho mình đăng ký nha mọi người. Đây là cây son Ecole full lắc của công ty của em nhé. Đây có thương hiệu, có tên đàng hoàng. Son này thị trường Việt Nam mình 200.000 một cây nha mọi người. Đó, cho mình xem rõ giùm em nhé. Son lên màu rất là đẹp cho nên chị em mình yên tâm ha. Son này bên em bán cũng khá là chạy lần, có 8 màu, chị em mà quan tâm thì em sẽ nhắn tin màu cho mình lựa chọn nha. Thì về cái thực phẩm chức năng này thì nó có khả năng là nó giúp cho chị em mình giảm cân, và nó có thể chữa trị bệnh táo bón cho mình luôn. Mình bị nóng trong người, mình bị táo bón á, thì mình có thể uống cái sản phẩm này vào thì mình sẽ đi dễ dàng hơn ha. Và khi mà chị em mình uống á, uống trước khi ăn giùm em 10 phút, buổi sáng hay buổi chiều thì cũng vậy nha. Uống trước khi ăn giùm em 10 đến 15 phút thì mọi người khi mà ăn vào á thì những cái chất mình ăn vào nó sẽ được tiêu hóa nhanh luôn, và nó làm sạch cái đường ruột của mình, và nó sẽ giúp cho cái làn da của mình được cải thiện hồng hào hơn. Nó không có bị da trắng bệt hoặc là không có bị xíu sống ha. Nhìn lúc nào mình uể oải thì mọi người rất là mệt. Thì cái sản phẩm này nó có những cái công hiệu như vậy. Và còn mà chị em nào mà mình giảm cân, tại vì mình ăn mình sợ mập á, mình uống cái này vào rồi thì mình cũng không có sợ mập nữa. Nó sẽ tiêu đi cái lượng mình ăn và cái lượng mỡ trong cơ thể của mình luôn. Cho nên nó giúp giảm cân rất là tốt. Một ngày mọi người sử dụng giùm em 2 lần thì cái hiệu quả nó sẽ rất là nhanh chóng ha. Thì sản phẩm này bên em 100% xuất xứ của Hàn Quốc luôn. Mọi người nhìn cũng thấy là chữ Hàn không đúng không ạ? Với lại là nó chiết xuất từ những thành phần tự nhiên á. Một hộp thế này có 30 gói, một gói trọng lượng 6 gram. Mình sử dụng một gói trong vòng, trong một cái ly hoặc là một cái chai nước, dung tích khoảng tầm 250ml đến 300ml, thì mình đổ hết cái gói này vào giùm em và quậy đều nó lên uống liền cho em. Thì mọi người không có bị tại vì sản phẩm này rất là đông rất là nhanh, khoảng tầm 30 giây là nó sẽ khô đặc giống như rau câu. Thì mình vừa bỏ vào trong chai, trong ly thì mình uống liền giùm em nha. Cái vị nó cũng rất là dễ uống, giống như collagen, mà những cái vị collagen mà nếu chị em mà mình đã thử dụng á, hoặc là những cái rau câu collagen mà chị em nào mình ăn rồi của Hàn Quốc á, thì mọi người sẽ biết cái vị này. Mà vị này có thể nói là dễ uống hơn collagen nữa, tại vì em đang uống collagen giúp trắng da,
thì các bạn nào mà mình uống cái sản phẩm này á, thì nó còn dễ uống hơn nữa nha mọi người. Uống một lượt giùm em hết luôn thì lúc đó mọi người sẽ cảm nhận được cái cảm giác mà nó mang lại. Thì bên em giá sản phẩm này nhập về là 600.000 đồng, vậy là mình mua trực tiếp trên cái livestream con fanpage Cocoon của em, mọi người sẽ được sale với giá là 10%, tương đương là còn 540.000. Và nếu chị em nào muốn mua rẻ hơn hãy vào website cocoon.vn để mua, thì chị em sẽ được sale 2%, 2% đó tương đương còn 480.000 và sẽ được tặng 50.000. Trong lúc mà tặng mọi người đăng ký thành viên đầu tiên sẽ được tặng 50.000, là chỉ còn có 430 thôi nha mọi người, là mua trực tiếp cho nó sẽ được tặng quà, được giảm giá và được tặng 50.000 đầu tiên nữa, rất là ưu đãi luôn hả. Và trong vòng tháng 8 này thì nếu mà chị em mình tranh thủ mua trước tháng 8 giùm em nha, qua tháng 8 là bên em không có giảm giá nữa nha mọi người, giá giảm thì cũng không có tặng quà, mà giảm thì cũng không có giảm nhiều, cho nên chị em mình tranh thủ khi mà mình cảm thấy mà mình có nhu cầu mua thì mình inbox liền trực tiếp giùm em, tại hôm nay cũng là 16 tay rồi, còn có bao nhiêu đâu, 10 nửa tháng nữa là bên em chốt, không có sale nữa, hoặc là sale cũng không có nhiều mà không giảm giá nữa nha, cũng không có quà tặng cho chị em mình đâu. Và nếu mà chị em nào mình mất có nhu cầu mà lấy về để bán sỉ bán lẻ thì các bạn có thể làm cộng tác viên hoặc là nhận hàng ký gửi bên công ty của em, có những cái phần trăm ký khấu cho các bạn ký gửi và cộng tác viên rất là ok luôn. Hoặc là mình có vốn đầu tư thì mình bỏ tiền ra mình mua những phần sản phẩm bên em có một cái giá sỉ cực kỳ ưu đãi cho mình. Sau lưng em là các cái những cái sản phẩm mà bên em trưng bày và những cái sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, đó là Sun 37 ha và Ohi và The History of Who là ba dòng cao cấp nhất của công ty của em. Và tất cả các dòng son cơ sành hay bất cứ sản phẩm nào bên cũng có hết, cho nên chị em mình yên tâm nha. Chị em mình có thể đến tại showroom bên công ty của em là 187 Thu Nhật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7, phường Tân Phong ha. Mọi người đến đây và có thể trải nghiệm các sản phẩm mà bên em có, để khi mà mình mua sản phẩm mình không có sợ bị lầm, không sợ bị sai ha, là chính hãng 100% luôn, cho nên đừng lo lắng nha, đừng bận tâm về thành phần giá cả của nó và chất lượng xuất xứ luôn mọi người, rất là ok. Còn mà các bạn nào mà kiểu như là mình mà không em tính nói gì mà em quên mất tiêu rồi ta, hình như là em nói hết luôn rồi sao. Chị em nào mình cần thì inbox trực tiếp vào fanpage giùm em nha, em sẽ tư vấn liền cho mình luôn, không có cần phải chờ đợi lâu đâu ạ. Có nhu cầu thì làm liền giùm em nha, từ cộng tác viên hoặc là sỉ lẻ gì cũng vậy, tại vì bên em cái sản phẩm này bên em cũng có bỏ sỉ cho các siêu thị mini nữa, cho nên là mọi người khi mà mua hàng á, mọi người cũng có thể mua tại cái siêu thị mà bên em bỏ sỉ luôn nha. Chẳng hạn như GS25 rồi đó, cũng đang có một số nhà chỗ người ta tới người ta xem xét uống và lấy hàng bên em nữa nha mọi người. Và bên em cũng có bán lẻ, chẳng hạn như một hộp 30 gói mà tương đương với 600.000 đồng một hộp, thì 6 là một gói sẽ là 20.000. Các bạn có thể uống thử sản phẩm này chứ không cần mua một hộp, thì mọi người sẽ được mua với giá 5 gói là 100.000 đồng để mình uống thử sản phẩm nó xem cái hiệu quả của nó như thế nào nha mọi người. Rất là dễ uống và dễ sử dụng và cái hiệu quả mang lại là tốt cho sức khỏe nữa, không có giống như thường dạng những là những cái sản phẩm mà thuốc giảm cân mà dạng thuốc này kia ha, mình không biết được sau khi mình ngưng thuốc thì nó có gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không, hay là mình uống nhiều cái thuốc đó quá thì nó có gây ảnh hưởng gì không nữa nha mọi người. Còn sản phẩm này khi chị em mình uống rồi á và bị mình có ngưng hay không uống nữa cũng không vấn đề gì nha, hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mình mà nó chỉ làm tốt hơn thôi, ngoài ra không gây ảnh hưởng gì đâu nha. Mọi người cứ yên tâm nha. Chị em mình nhớ vào xem live stream giùm em nha. Mỗi ngày bên em live stream thường xuyên luôn, tại vì trong tháng 8 này đang chạy những cái chương trình, những cái sản phẩm khuyến mãi á, cho nên mọi người cứ vào đây xem thì mình sẽ có giá ưu khuyến mãi cho mình luôn nha mọi người. Em sẽ chốt cái like ở đây và em chia sẻ trực tiếp lên nha. Các bạn nhớ vào xem và chia sẻ giùm em nha mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người chiều nay nha.